là chú Lộc 8 tuổi. Chú Lộc mấy tuổi chú? 16 anh. Chú Lộc hôm nay 16 tuổi, đi quay cùng đoàn, học hỏi kinh nghiệm. Anh Sơn gây mặt hơn hả? Rồi, đẹp trai luôn. Rồi, đúng rồi. Đây là behind the scene của tem. Hello cutie pie. Mình được tới đây luôn. Vô hồ rất là rộng và đẹp. Hay mình vô hồ cắm trại Di An với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để chụp hình vui thôi. Mục đích thứ hai là quay bộ phim cho anh của mình. Và mình đi 2 ngày hôm nay rồi. Bộ phim này rất là kịch tính luôn nha. Mọi người chờ đón nha. Đá này sạch nè. Đó, cái nồi lớn. Bạn thấy hôm nay quay ở địa điểm này như thế nào? Đây, cho mày coi cái này. Ok, đi theo mấy bạn. À, cho em mượn đèn lát với. Ôi, điện thoại em để trên bàn rồi. Google mà. Không, Google em nó... Mình giới thiệu cho bạn lát. Khu du lịch dịch vụ mới là... Ở đâu? Ở chị An phải không? Trời ơi, gì đây? Ở đây mà bạn á, mà tới đây sử dụng dịch vụ đây mà bạn vui á, là tụi tôi vui. Mà bạn không vui là tôi cấp cho bạn một cái thùng. Cho bạn vô nằm rồi bạn khỏi cái. Ở đây... mọi người thấy không có gì ngoài khùng, hết. Đây, đây là có máy phát điện luôn. Tí mình sẽ quay cái khu bên kia, mấy cái mộ luôn. Đây có mấy cô làm đồ ăn. Ai thắc lại cái gì ngắn hơn à? Ồ, để đi này, cái nối rồi rồi đừng thôi đừng tao hết hết cảm xúc rồi. Tôi muốn đi về ngủ thôi. À cái này cấm luôn không? Thì hôm qua kiếm mua cấm đi. Hôm qua bên đèn được 6 người. Hôm nay còn lại 3 người. Cấm rồi nó không để nó. Cái phần đèn của mình giờ còn 3 người. Hai anh và mình. Okay. Trời ơi. Mốt đi cắm trại đem theo mấy cây nè. Còn tối thôi. Ui nóng thế. Đây nữ chính của mình nè. Nữ chính. À, nữ chính rất là dễ thương nha, nhưng mà xíu mình cúp lên thì không biết dễ thương nhân 5 lần nha, xíu mình sẽ cho coi. Giờ là tem đèn bắt đầu ăn. Ba là em về em kết hôn nhanh luôn. Trống trống. Đồng đó. Mọi người thấy đi chị An vui không? Đây ngồi nguyên một hàng luôn. Đây là câu chuyện đi quay phim kinh dị. Tặng 10 điểm. Tao sợ ánh sáng, được chiếu sáng mặt tao. Sợ ánh sáng, đây là nhân vật sợ ánh sáng nha. Giờ ba tụi mình sẽ lên cây cây. Hôm nay sẽ không quên được cái ngày ở chị An này đâu. Đúng không anh Lực? Anh Di? Nhận sắc cuối lúc 12 giờ đêm. Cố lên mọi người, sắp xong rồi. Từ từ bỏ đi ra đã, bỏ ra quên. Những sức cuối lúc 12 giờ đêm. Sự cứu nhỏ trong đoàn. Không biết nhưng mà tao biết muốn lúc gì rồi. Đi kiếm giùm mang cái thùng len với. Ê, Hoài đi kiếm thùng len với ảnh đi. Để tao xử lý cái này với Lục đi.
nên là tay 59 vừa bị thương là hết sót chứ không là còn mệt nữa. Thật là may mắn các bạn. Tội quá. 1-2 giờ sáng, 3 giờ. Ok, còn một cảnh cuối nha mọi người. Dây điện cứng rồi. Hay vô, cuối cùng cũng đã xong rồi. Giờ up down thôi. Ừ, ok. Thôi, giờ mình sẽ out đồ và về. Tạm biệt mọi người. Ngày đáng nhớ của chị An.